Muốn thành nghiệp lớn, cả đời cần học hai chữ khoan dung. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi sư phụ rằng: "Thưa thầy, có hay không có một chữ mà có thể làm nguyên tắc khiến con người cả đời làm theo?" Khổng Tử nói: "Chính là chữ thứ. Chữ thứ này chính là mang ý nghĩa của khoan dung độ lượng." Lâm Tắc Từ, một vị quan thời nhà Thanh từng nói: "Biển vì dung nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn. Biển rộng nguyện ý dung nạp những giọt nước thanh khiết nhất và cũng nguyện ý dung nạp những giọt nước dơ bẩn nhất. Vì thế mà nó mới trở nên rộng lớn, không bờ không bến. Trăng sáng có thể chiếu rọi cho những nơi sông núi mịt mờ, cũng có thể chiếu rọi lên khắp mặt đất, không chê một ai. Làm người vừa phải bao dung được những thứ tốt và không tốt, còn phải bao dung chính mình, bao dung người khác và bao dung vạn vật trên thế giới thì mới thành tựu được một cuộc đời mỹ mãn. Bao dung có một sức mạnh vô hình có thể cải biến nhân tâm, cải biến vận mệnh của cả một dân tộc, một quốc gia." Theo Tân Tự Tạp Sự Tứ của Lưu Hướng, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc có hai nước Lương và nước Sở. Người Lương cần cù, chăm chỉ, thường xuyên tưới bón chăm sóc cho mảnh vườn nên dưa lớn rất nhanh, cho ra nhiều trái to ngon ngọt. Ngược lại, người Sở khá lười biếng, hầu như không quan tâm đến ruộng dưa. Kết quả, những trái dưa của họ cứ nhỏ bé teo tóp. Người Sở cảm thấy rất đố kỵ với thành quả của người Lương. Một ngày nọ, họ lén lút lên kế hoạch sang ruộng dưa của người Lương để giẫm đạp cho những cây dưa chết hết. Hôm sau, người Lương biết được sự việc thì rất tức giận. Họ kéo nhau đến quan tri huyện xin đòi lại công đạo. Quan tri huyện bấy giờ tên là Tống Tụ. Nghe xong câu chuyện, ông không những không cảm thấy bất bình, còn hết lời khuyên ngăn dân làng: "Mọi người hãy trầm tĩnh nghe tôi nói, chúng ta quả thực không nên trả đũa như vậy. Gieo thêm hận thù chỉ mang đến tai họa, có thể khoan dung độ lượng trước những sai lầm của người khác, ấy mới là bậc đại thiện." Tống Tụ khuyên mọi người hãy lấy ơn báo oán, thay vì cứ tìm cách trả thù, chi bằng hằng đêm một nhóm người Lương sẽ thay nhau bí mật tưới nước cho cây dưa của người Sở. Như vậy, khi người Sở thấy cây dưa của mình cũng tươi tốt, họ sẽ không tìm cách phá ruộng dưa của người Lương nữa. Thế là, dưới sự giúp đỡ âm thầm của người Lương, những cây dưa của người Sở cũng ngày một lớn nhanh và cho ra nhiều trái. Sau này, người Sở biết được sự việc, họ cảm thấy rất hổ thẹn về việc mình đã làm, nên cúi đầu xin lỗi trước người Lương. Từ đó, mối giao hảo giữa hai bên trở nên rất tốt đẹp. Câu chuyện sau đó lan dần đến tai vua Sở. Ông rất cảm động trước cử chỉ khoan dung, nghĩa hiệp của người Lương, nên mang sang nước Lương rất nhiều món quà quý giá để thay lời xin lỗi. Đồng thời, vua Sở cũng bày tỏ tình bạn thiện chí giữa hai nước. Nhờ vậy, mối quan hệ của hai bên cũng ngày một phát triển. Đến nay, mọi người vẫn lưu truyền câu chuyện về Tống Tụ, một vị quan đại trí đại thiện. Với tấm lòng khoan dung, độ lượng, ông đã để lại tiếng thơm muôn đời. Chí công vô tư, lấy đại cuộc làm trọng. Vào thời Đường, có một người tên Tô Đỉnh, là người thuộc huyện Vũ Công, Kinh Triệu. Từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, 17 tuổi thi đỗ tiến sĩ. Năm khai nguyên thứ tư, Tô Đỉnh được phong hàm Hứa Quốc Công cùng với Tống Cảnh chủ trì chính sự. Tô Đỉnh bản tính thanh liêm, tiết kiệm, làm quan thường ngay thẳng, khuyên can, tài hoa bộc lộ, bao dung rộng lượng nên rất được Đường Huyền Tông trọng dụng. Về phần Tống Cảnh, ông là người cương trực quả đoán, nhưng gặp chuyện thường hay tự mình cân nhắc quyết định mà không bàn bạc gì với Tô Đỉnh.
Thế nhưng Tô Đỉnh đều không hề để tâm. Ông rất tôn trọng những phẩm chất tốt đẹp của Tống Cảnh, có thể dung nạp được hết thảy những ý kiến của Tống Cảnh. Mỗi khi Tống Cảnh ở trước mặt hoàng đế tấu trình sự việc, nếu có chỗ nào thiếu sót, Tô Đỉnh luôn ở bên trợ giúp và bổ sung, không hề so đo khó chịu. Hai người họ phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Hoàng đế cũng thường vui lòng chấp thuận những kiến nghị của họ. Tống Cảnh trong tâm rất khâm phục Tô Đỉnh. Ông từng nói với người khác: "Ta và cha con nhà họ Tô cùng nhau làm tể tướng. Phó xạ Tô Hoàng thì trung hậu, có tài năng thiên phú trong việc trị nước. Còn nếu nói về việc khuyên can khuyến cáo nhà vua, làm tròn bổn phận của bề tôi, gặp chuyện thì quyết đoán, chí công vô tư, ngày hôm nay thừa tướng Tô Đỉnh đã vượt hơn cha mình." Không chỉ có Tô Đỉnh không có tâm đố kỵ so bì, khoan dung rộng lượng mà khoản đãi người khác. Trong lịch sử còn có Bào Thúc Nha, người biết trọng nhân tài, không so đo tính toán hiềm khích cũ mà bao dung tiến cử quản trọng. Luận Tương Như hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác nên ba lần bảy lượt né tránh và bao dung cho sự khiêu khích ngang nhiên của Liêm Pha. Gia Cát Lượng khéo dùng sách lược, bảy lần bắt, bảy lần tha, thu phục được nhân tâm của Mạnh Hoạch. Hết thảy chẳng phải nhờ có bao dung mà những nhân vật lấy lừng trên có thể thành tựu được sự nghiệp huy hoàng, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử loài người đó sao? Cổ ngữ có câu: "Cái trán của tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, bụng của tể tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền." Một người có tấm lòng quảng đại rộng lớn bao nhiêu thì sự nghiệp sẽ to lớn bấy nhiêu. Trong kinh Phật cũng nói, chỉ một ý niệm cũng khiến hoàn cảnh thay đổi. Cho nên chỉ một câu nói, một hành động nhỏ hay chỉ một nụ cười thôi đã đủ để khiến cho người xấu quay đầu hướng thiện. Tục ngữ nói, vàng không thuần khiết, người không ai hoàn mỹ. Khi đối mặt với sai lầm của người khác, nếu như canh cánh để ở trong lòng và đòi đáp trả thì sẽ chỉ khiến cho tâm linh của bản thân thêm nặng, thêm trầm trọng mà thôi. Thay vì để cho thù hận ngậm nhấm tâm linh, chịu đựng thống khổ, chi bằng bao dung hết thảy, chẳng phải sẽ được thản nhiên và tự tại sao? Bạn đang tìm MacBook chính hãng giá phải chăng? Đến ngay Saha Store. MacBook Air M1 2020 giá chỉ 20.999.000. Ưu đãi khủng cho sinh viên giảm ngay 1 triệu đồng, giá chỉ còn 19.999.000. Hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, bảo hành 12 tháng, bảo hành phần mềm trọn đời. Saha Store, chuyên sản phẩm phục vụ khách hàng tinh hoa. Số điện thoại 0971 206 837. Website saha.store. Địa chỉ 277A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.